ขอตั้งอาเลยทีSing my dream, my heart, my life, my dream.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bóng cái cổ thụ đêm mắt nhìn đời con đó là bầu trời là mặt đất mọc dần trắng tuy cha không sống được trăm năm nhưng mấy cô bánh cũng đủ đời đời con bánh người như lúc còn tại thế muốn lời tỏ ơn nay cha không còn nữa đức hạnh phải nuôi theo cha có nghĩa là cho đi mà còn đâu giờ hỏi ơi nên non mới biết con đau nuôi con vượt lớn mới biết tâm lao cha mẹ mình A Di Đà Phật chủ kỳ thì cần đứng tâm mất mát lớn của gia đình mà không bao giờ kiếm lại được.
Nhận được tin buồn đó, bà con cô bác Tăng Bằng, Lý Thuộc chẳng ngại đường xa xôi, dính chút thời gian quý báu để đến thắp nén hương lành, tụng tài tụng vật cầu nguyện cho cha tôi sớm cao đăng Phật quốc. Những tâm tình đó tôi xin tặng cho quý lòng không bao giờ quên. Chút lát ở đây cha tôi đến nơi an nghỉ, xin cô bác anh chị em tận tình giúp đỡ để đưa đón cha tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Xin mời cô bác ở lại gia đình để dùng ly rượu đậm đà chung tà ăn mặc. Gia đình xin đáp tạ, trong lúc tan gia quấy rối có sơ sót xin ông bà thứ lỗi, tan chủ đồng cảm tạ. We'll be right back.
Yeah.
Cầm ơi. Qua đây nữa. 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 Nhiều thôi. Nhiều, nhiều, nhiều. Lại, lại, lại.